mà thác á, thì thời cầu đặn mà gỡ thân liên đài, cái này nó mới tròn. Tất nhiên là phải hai mặt như vậy, tất nhiên là trong khi đó mới xong, phải không? Thôi chứ quý vị, vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo hòa hảo nghe theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là hằng ngày chúng ta lo cho cha mẹ ăn mặc ở bệnh, đó là cái phần tứ y. Nhưng mà bên trong đó là chúng ta hằng ngày cầu nguyện cửu quyền thất tổ, cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, còn phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu bất cứ được giảng Tây Phương, đó là hằng ngày chúng ta nguyện cầu như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hội đồng bổn tộc và kính đến đồng đạo bền, đồng đạo ngọ, đại diện cho mái đạo tràng Tịnh Tu Phật Thất, và kính đến quý ông, quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Hôm nay cũng là vào ngày 14 tháng 7 âm lịch niên Quý Mão, cũng là ngày chuẩn bị cho ngày mai là ngày rằm, là lễ Vu Lan. Tất cả chư quý vị chúng ta trở về đạo tràng để hành trì qua pháp môn tịnh độ, thì giờ đây còn thời gian để chúng ta ngồi lại để ôn cố qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Cho nên hôm nay được đồng đạo cho chúng tôi qua cái chương trình nghi vấn. Thưa chư quý vị, nói về vấn đề Phật Pháp thì rất là cao thâm. 84.000 Pháp của Đức Phật để lại, pháp môn nào cũng chủ đích hướng tiến về nẻo giác và đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, từ cõi ta bà sang qua cõi cực lạc. Nhưng mà trong tất cả các pháp môn, không pháp môn nào hơn pháp môn tịnh độ. Chính vì lẽ đó mà tất cả chư quý vị thường xuyên chúng ta trở về đây để hành trì qua pháp môn tịnh độ ấy. Rồi giờ đây là cái thời gian mà chúng ta dư động, thì chúng ta cũng ngồi lại để tìm hiểu qua thánh ý của Đức Thầy. Bởi vì giáo lý Đức Thầy là một giáo lý nhiệm màu rất là sâu diệu. Rồi người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta cố gắng nghiên cứu, đọc học và tìm hiểu một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ siêu cho cạn mới hầu khôn ngoan. Cho nên trong cái thời gian này chúng ta ngồi lại thì đem giáo lý để bàn, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là bàn với luận đẳng câu chân lý. Vì vậy cho nên hôm nay có cái chương trình này thì tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi ngồi lại để đàm thoại, để mà tìm hiểu qua cái thánh ý siêu thượng của Đức Thầy, để chúng ta tìm những nghĩa ý hay mà tầm cầu trên con đường giải thoát. Thì chúng tôi cũng gãi gọn lời nói đầu đôi ít để gửi đến tất cả chư quý vị, cũng làm một cái gạch nối để cho chúng ta đi vào trong cái chương trình trao đổi Phật Pháp. Vậy thì nếu như chương trình nghi vấn, quý vị mình có thể có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sám thi của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tụng sự hôm nay, tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, trong đó 2 câu, 4 câu, hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, xong quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Rồi quý vị mình có thể bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót, hoặc giả là còn tối nghĩa, hay là chưa sáng tỏ được cái tiêu đề. Vậy thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại cho sứ ngôn và ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em. Và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nên thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Vậy thì chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại cho sứ ngôn và ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, để đi vào chương trình buổi tối hôm nay, qua chương trình giải đáp nghi vấn và phần mở đề cho chương trình nghi vấn hôm nay, xin trân trọng kính mời anh Bền sẽ đặt câu hỏi để cho chú Tư giải đáp. Xin trân trọng kính mời anh. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chú Tư cùng phái đoàn, kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em, đồng đạo kính mến. Thì hôm nay vào ngày 14 tháng 7 cũng là ngày tiên lễ kỷ niệm, cũng như là ngày định kỳ, hoặc là ngày rằm Trung Nguyên, rằm tháng 7 cũng là ngày mùa Vu Lan báo hiếu và tri ân.
Thì chẳng đây con cũng hỏi chú Tư qua bốn câu trong giáo lý của Đức Thầy. Thì Đức Thầy có dạy là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha, dưỡng mẹ cho tròn. Dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Thì đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, mà chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ làm sao cho tròn, và chúng ta làm cách nào để chúng ta dạng mười ơn nếu không mới xứng đáng là một người con chí hiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng phó ta gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo bền nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, trong đó bốn câu. Và trong bốn câu đó là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Thưa chư quý vị, qua bốn câu giảng mà được đồng đạo bà nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển nhì cô bác anh em chư đồng đạo, tức là quyển kệ dân của người khùng. Mà quyển kệ dân của người khùng này đó là Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình vào lối tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939, và có tất cả là 476 câu. Mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây 4 câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, đồng đạo mới nêu lên qua 4 câu đó là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Thưa chư quý vị, vậy thì qua cái giáo lý của Đức Thầy là cái giáo lý chân chánh. Giáo lý của Đức Thầy là con đường thẳng để cho chúng ta đi. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh, là Đức Thầy đã dọn cho chúng ta một cái con đường chánh đạo. Mà con đường chánh đó thì Đức Thầy đã vạch rõ lối cho chúng ta đi. Vậy thì bây giờ trước cái câu đó, Đức Thầy cho chúng ta biết đó là hãy tưởng Phật hay hơn o đẹp. Thì bây giờ hằng ngày hằng khi coi như là cái người mà tu theo đạo Phật thì hai bài những cái chuyện đó cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên hay tụng tán làm những chuyện này chuyện kia nay nhằm lúc mùa màng ngập thất. Hãy mau mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn, ráng giữ tròn luân lý tam can, tròn đức hạnh mới là bao quý. Mà những cái điều kiện đó mà chúng ta không làm, mà làm những cái chuyện gì đâu không có bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên qua cái từ mà ó ré của Đức Thầy đó, là trong khi đó chúng ta coi như là tụng kinh hơ hà chuyện này chuyện kia đủ thứ hết, phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm, cho ra mỏ chuông bài, đọc tụng ó la chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Cho nên coi như là đọc tụng ó ré không, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn oi ré. Nên khi chúng ta mà làm được những cái chuyện hiền lành rầu để hen, còn hơn hằng ngày mà chúng ta tụng kinh, phải không đồng đạo bền? Cho nên thiên kinh vạn điển cách mấy đi chăng nữa thì cũng dạy cho chúng ta làm cái điều lành, chứ không có cái điều gì khác hơn. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta coi như là làm được điều lành thì bây giờ khỏi cần phải tụng kinh. Còn tụng kinh hằng ngày mà nếu như chúng ta mà không chịu làm cái điều lành thì cái điều này nó cũng không có ích lợi gì cho chúng ta hết. Tâm hành từ thiện, hà tu nỗ lực kháng kinh, ý dục tổn nhân không độc Như Lai Tâm Tạng. Mà tâm hành từ thiện là mình làm được cái việc thiện rồi thì trong khi đó khỏi cần phải coi như là nỗ lực kháng kinh để làm gì. Cho nên tất cả các loại kinh thì cũng dạy cho chúng ta làm điều lành thôi. Cho nên qua trước hai cái câu đó thì Đức Thầy mới dạy bảo cho chúng ta làm hiền lành hơn tụng hơ hà, rồi hãy tưởng Phật hay hơn oi ré. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta hằng ngày là tưởng đến Đức Phật và nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm,
chứ đừng coi như là tụng kinh, coi như là chuyện này chuyện kia, đó là cái chuyện đó không phù hợp. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới nói hoa hai, bốn câu sau đó là đồng đạo bền. Mới nói thêm đó, tất nhiên là đã chánh đạo là làm những chuyện như trên nãy giờ đã kể là chánh đạo. Mà đã coi như là đúng với cái con đường chánh đạo của Đức Thầy, mà lại thêm còn sức khỏe nữa, là đúng với con đường giáo lý chân truyền của Đức Thầy, mà Đức Thầy đã dạch lối cho chúng ta đi, đã được con đường chánh đạo rồi, mà lại thêm coi như là đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tinh thần và đầy đủ nhân lực để cho chúng ta làm một cái việc Phật sự rất là tốt đẹp. Đó là đã chánh đạo, thêm còn sức khỏe, tất nhiên là đi đúng cái con đường mà chân chánh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cái con đường chánh đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa chân truyền ấy, thì Ngài dạy cho tất cả các vị đệ tử coi như là từ Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Thương Na Hòa Tu, U Ba Cúc Đa truyền dài xuống cho đến coi như là Đạt Mã Tổ Sư, cho đến Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính, rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho đến Lục Tổ Huệ Năng là Tam Thập Tam Tổ là 33 vị tổ, là không có vấn đề mà tụng kinh, cũng không có áo ré, mà cũng không có những cái chuyện đó như vậy. Nhưng mà các vị đó coi như là đã đắc đạo vô số, nên đó gọi là chánh đạo. Thì hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết, đó là cái chân truyền chân lý vô vi. Mà chân truyền chân lý vô vi đó là vô vi chánh đạo đó. Là hỡi người ơi, hay là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Cho nên Đức Thầy mới ra đời dạy cho chúng ta cái con đường đạo chánh. Mà con đường đạo chánh là cái con đường vô vi. Mà cái con đường vô vi tất nhiên là tu coi như là không có cái hình tướng gõ mõ tụng kinh. Hình tướng, thưa chưa quý vị, sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất đạo năng thành. Cho nên sắc tướng thinh âm đó là cái con đường giáo ngoại. Mà chân truyền đã thất rồi là đạo không có thành, không có thành. Cho nên Đức Thầy mới nói qua cái câu này là chúng ta đi theo con đường đó là theo con đường của thần tú. Mà theo thần tú á, tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Tất nhiên là không có ai thành được hết. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta, thôi bây giờ không làm những chuyện như trên, mà chúng ta phải quay trở lại. Mà quay trở lại đó là hãy tưởng Phật hay hơn, ó ré đã chánh đạo, thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Cho nên bây giờ không có cái gì hơn, tất nhiên là chúng ta coi như là nuôi cha và dưỡng mẹ. Bởi vì cha già là Phật Thích Ca, còn mẹ mình nó tất nhiên là Phật Di Lặc. Đường thượng hữu Phật nhĩ tôn, áo não thế gian bất thức, bất dụng kim thể trang thành, mà diệt phi chiên đàn điêu khắc, chỉ kháng hiện tại gia nương tiện thị Thích Ca Di Lặc, năng cúng dưỡng đất tha hà dụng biệt tác công đức. Đường thượng hữu Phật nhĩ tôn có nghĩa là ở trên nhà của mình là đường thượng. Hữu Phật tất nhiên là có hai vị Phật trong nhà. Áo não thế gian bất thức có nghĩa là thương thai cho người đời. Thương thai cho người đời không biết. Bất dụng kim thể trang thành có nghĩa là không thể dùng coi như là bằng vàng bạc mà tạo ra cái hình của cha mẹ mình được. Mà diệt phi chiên đàn điêu khắc có nghĩa là cũng không bao giờ mà tạo cái cây chiên đàn mà coi như là để mà đẽo mà gọt cho cái nên hình của cha mẹ mình được. Mà chỉ kháng hiện tại gia nương có nghĩa là chỉ xem hiện tại trong gia đình của mình, tiện thị Thích Ca Di Lặc, đó là Thích Ca, đó là Di Lặc, đó là cha, đó là mẹ của mình, là Thích Ca, là Di Lặc. Năng cúng dưỡng đất tha hà dụng biệt tác công đức. Nếu mà chúng ta hàng ngày mà cúng dưỡng cha với mẹ, đó là một việc làm công đức rất to tát. Cho nên hồi xưa đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài có nói, nếu như trong thời kỳ nào mà không có Phật ra đời, chỉ thờ cha kính mẹ cho được tròn đầy, thì người đó coi như là cũng được thành Phật. Thưa chú quý vị, cho nên hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Hạnh hiếu đó là hạnh Phật, tâm hiếu đó là tâm Phật. Muốn đắc đạo cùng với chư Phật là trước chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên câu này coi như là đồng đạo mới nêu lên, đó là đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn.
Mà nếu như chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn là nó có bốn giai đoạn là dưỡng tắc trí kỳ lạc. Có nghĩa là khi chúng ta nuôi cha nuôi mẹ là phải hết lòng để vui. Cư tắc trí kỳ kính có nghĩa là chúng ta ở cùng với cha mẹ thì luôn luôn lúc nào chúng ta phải có một cái tâm tôn kính đối với cha mẹ, phải không? Bệnh tắc trí kỳ ưu có nghĩa là khi cha mẹ mình có bệnh thì phải hết lòng để lo lắng. Rồi tan tắc trí kỳ ai có nghĩa là khi để tan, có nghĩa là trong khi cha mẹ qua đời thì bổn phận làm con phải hết lòng buồn lo để mà trong khi lo tăng chế. Thì đó tất nhiên đó là cái bổn phận làm con đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, phải không? Thì ở đây tất nhiên là dưỡng mẹ nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, tất nhiên là nếu như chúng ta muốn tròn là không phải cái đạo hiếu thế gian không ngang đồng đạo bền, là Phật tử đáp đền hiếu thảo không những là cơm áo mà thôi, mà còn đem đạo siêu dời cứu cho cha mẹ được ngồi tòa sen nữa kìa. Nên như vậy nó mới trọn. Chứ còn nếu như chúng ta mà lo cho cha mẹ tứ y ăn mặc ở bệnh, nhưng mà cuối cùng cha mẹ mình đã phúc lâm chung rồi, trong khi đó không cái linh hồn mà không được siêu thoát, thì trong khi đó là chúng ta chưa có tròn được, mà chỉ là làm xong cái bổn phận hiếu thảo của người con đối với cha mẹ trong mười ơn thôi. Chứ còn đối với ơn cha mẹ thật là cao dài, chúng ta có phải bổn phận tất nhiên là lo cho tròn, tất nhiên là sống thì toan cung phụng ăn cần, mà thác á, thì thời cầu đặng mà gỡ thân liên đài, cái này nó mới tròn. Tất nhiên là phải hai mặt như vậy, tất nhiên là trong khi đó mới xong, phải không? Thôi chứ quý vị, vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo hòa hảo nghe theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là hằng ngày chúng ta lo cho cha mẹ ăn mặc ở bệnh, đó là cái phần tứ y. Nhưng mà bên trong đó là chúng ta hằng ngày cầu nguyện cửu quyền thất tổ, cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, còn phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu bất khứ được giảng Tây Phương, đó là hằng ngày chúng ta nguyện cầu như vậy. Đó tất nhiên là chúng ta làm nó mới tròn, thấy chưa quý vị? À, rồi bây giờ dạng mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Tất nhiên là ở đây cái đạo làm con, mà đạo làm con trong đó có mười điều ơn mà ở đây Đức Thầy đề cập tới, phải không? Nhắc lại thì mười điều ơn đó chúng tôi cũng xin sơ lược qua thôi, chương trình nghi vấn không có thể dạy được, mà quý vị hàng ngày chúng ta cũng nghe qua mười điều ơn của Đức Thầy đã nhắc lại trong mười điều ơn đó. Thì bây giờ coi như là ông Thiện Tâm, tất nhiên là ông Bùi Văn Ưởng đó, trong khi đó ông mới dịch lại trong cuốn Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, trong đó có mười điều ơn. Cái ơn thứ nhất tất nhiên là thập ngoạt hoài thai là 10 tháng cưu mang. Cho nên trong khi 10 tháng cưu mang bà mẹ phải chịu hết sức coi như là đau khổ, trong khi đó là mang coi như là cái bào thai của người con. Cho nên coi như là rất là nặng nề vô cùng, chúng tôi xin đại lược vậy thôi. Cái ơn thứ nhì là lâm sản thọ khổ, tất nhiên là trong khi đó là khi bà mẹ mà sanh ra đứa con rồi, coi như là trong khi đó coi như là cái mạng sống của cha của mẹ là cũng giống như coi như là cái người đi biển của bác anh em chung đạo. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, phải không? Thâm ơn cốt nhục chặt gìn, thâm ơn cha mẹ gán gìn chớ quên, thưa chứ quý vị. Vì vậy cho nên khi bà mẹ mà sanh ra một cái đứa con rồi, coi như là phải chịu coi như là hết sức là đau khổ vô cùng. Thôi đại cương vậy nghe, còn quý vị mình muốn cho nó được rõ ràng hơn thì chúng ta coi lại 10 điều ơn. Và cái thứ ba là sanh tử vong ưu, có nghĩa là trong khi đó bà mẹ mới sanh ra đứa con rồi đó, mặc dầu đứa con coi như là có tật có nguyện gì coi như là trong bà thai rồi, mà sanh ra được đứa con rồi mừng coi như là quên nổi đi coi như là cái sự lo buồn. Cái thứ tư tất nhiên là yên khổ thổ cam, tất nhiên là uống đắng nhổ ngọt. Cho nên bà mẹ coi như là ăn đắng nuốt cay để mà dành cái phần cho coi như là con để mà nó được tốt đẹp. Nếu như đứa con mà nó có bệnh hay có gì được quý vị, là bà mẹ coi như là phải coi như là ngậm thuốc để mà coi như là nhổ cho coi như là đứa con mà nó được mạnh. Nên gọi là yến khổ thổ cam. Ơn thứ năm gọi là hồi can tụ thấp, có nghĩa là trong khi đó nửa đêm mà đứa con đó mà nó lỡ coi như là nó coi như là phóng quế trên giường, bà mẹ phải nhường cái chỗ khô để mà nằm cái chỗ ướt. Cho nên coi như là có cái câu
mà ca dao thường nhắc lại đó là mẹ nuôi con cơm sữa tính 3 năm, một tháng tính 45 ngày có lẽ. Cho nên trong một tháng như vậy đó là 30 ngày, nhưng mà cộng lại nó thêm 15 ngày nữa là coi như là 45 ngày. Tại vì nó phóng quế trên giường rồi sao giờ, trong khi đó ngủ không có được, đêm nó khóc, nó phóng quế rồi mà mẹ coi như là phải chăm sóc, phải lo lo như vậy, coi như là trong một đêm ngủ được có nửa đêm. Mà một tháng như vậy là cộng thêm 15 ngày nữa, như vậy là một tháng tính 45 ngày có lẽ. Còn con thờ mẹ tóc tan chưa mấy lúc, tuy 3 năm chứ không 4 tháng mà thôi là 3 năm tan chế, nhưng mà thật sự ra có 24 tháng tất nhiên là xả tan, phải không? À, vì vậy cho nên ơn thứ 5 gọi là hồi can tụ thấp. Ơn thứ 6 là nhũ bộ dưỡng dục, tất nhiên là bú mớm và nuôi nấng. Đại cương vậy nó nghe. Tất nhiên là bổn phận mẹ coi như là phải cho con coi như là nuôi coi như là bằng coi như là sữa mẹ của bác anh em chứ đồng đạo. Rồi bây giờ ơn thứ 7 là tẩy trạc bất tịnh, tất nhiên là khi người con coi như là phóng quế trên giường rồi, cha mẹ coi như là phải coi như là lo lắng bằng mọi cách để mà rửa gái cho nó sạch sẽ, coi như là lo lắng không biết bao nhiêu mà kệ. Thưa chú quý vị, rồi bây giờ nó mau đi. Ơn thứ 8 là diễn hành ức niệm. Diễn hành ức niệm tất nhiên là trong khi đó người con đi xa rồi, cha mẹ canh cánh ngóng trông, nếu như cái con người con mà ở chỗ nào á thì tư tưởng của mẹ luôn luôn lúc nào cũng ở chỗ đó. Ơn thứ 8 vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ mà xót xa căng chặt, rồi tâm hồn mãi mơ màng do dẫn tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân giờ yếu hao mòn bởi chân quá đổi mà thương con mới là. Nãy giờ coi như là trong 10 điều ơn chúng tôi chỉ định nghĩa không, không có đọc. Thưa chứ quý vị. Còn cái ơn thứ 9 là dị tạo ác nghiệp, có nghĩa là vì con mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, diễu muôn điều câu thúc hoặc răng nghĩ thương cha mẹ vô ngàn, vì con mà phải chầm thân sáu đường. Cái ơn thứ 10 là cứu cánh lân mẫn, có nghĩa là cái tình thương với cha mẹ coi như là đối với con không có cái gì để mà sánh bằng. Thật là tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài, trên đời có một không hai so cùng biển rộng mà sánh tài non cao. Phận làm con biết làm sao chả, vừa dưỡng nuôi mà vừa khá tu thân, sống toan cung phụng ân cần mà thác thời cầu đặng mà gửi thân liên đài. Đó là cái ân thứ 10. Vậy thì bây giờ trong 10 điều ơn chúng tôi nãy giờ đã kể, tất nhiên là từ thập ngoạc hoài thai cho đến mà cứu cánh lân mẫn, tất nhiên là bổn phận người con ai cũng phải thọ. Thưa chứ quý vị, thì Đức Thầy mới nhắc lại là dạng 10 ơn, tất nhiên chúng ta phải làm sao cho nó tròn được 10 điều ơn. Mới đạo làm con, tất nhiên là bổn phận làm con phải làm như vậy mới tròn. Mà nếu như chúng ta không làm như vậy, tất nhiên là cái đạo làm con làm sao tròn được, phải không? Vì vậy cho nên ai cũng phải có mẹ, ai cũng phải có cha. Nhưng mà trong khi đó, mình khi có con rồi, chúng ta mới nhớ đến công ơn của cha mẹ. Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, có nghĩa là chúng ta mà nuôi con rồi mới biết được cái công ơn của cha mẹ sâu dày. Nếu như chúng ta chưa có nuôi con rồi đấy hen, là không thấy cái công ơn cha mẹ. Lúc mà nuôi con rồi mới cảm nhận, cảm nhận được coi như là tình thương của cha mẹ đối với con hết sức là sâu dày. Thế gian bất thị để phụ mẫu, ai coi như là cũng có thể là cha là mẹ hết. Tất nhiên trong khi đó chúng ta có gia đình rồi thì sau khi đó chúng ta làm cha mẹ. Mà khi chúng ta làm cha mẹ, chúng ta nuôi con mới cảm nhận được coi như là tình nghĩa, coi như là cha mẹ lúc đó mà lo cho mình như vậy. Thưa chứ quý vị, đó tất nhiên là bây giờ Đức Thầy mới nói dạng 10 ân mới đạo làm con lúc sanh sống là hiện tại bây giờ đây. Là chúng ta khi khôn lớn rồi là nhờ cái hành giai hình dốc này, là nhờ ơn của cha của mẹ. Cho nên thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu, có nghĩa là mình dốc tóc da là thọ nơi cha mẹ, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị dạ, có nghĩa là chẳng dám phá hoại, đó là điều trước hết của đạo hiếu. Lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi chung dạ. Lập thân hành đạo để tiến tốt đời sau, làm rạng rỡ cho cha mẹ, đó là điều sau cùng có đạo hiếu. Vậy mà cái câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, đó là dạng 10 ơn mới đạo làm con lúc sanh sống. Tất nhiên là chúng ta đang sống trên cõi đời này, khi mà lớn khôn rồi chớ nên phụ bạc, thấy không? Chớ nên phụ bạc, tất nhiên là đừng có phụ bạc Đức Thầy. Bởi vì cũng có lắm nhiều người coi như là phụ bạc Đức Thầy trong cái lúc mà trong khi mình lớn khôn rồi, trong khi đó mình không lo cho cha, không lo cho mẹ. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là ham công danh, phải không? Ham công danh quên chữ sanh thạnh, rồi mến phú quý cái quên câu dưỡng dục, phải không?
Cho nên chúng ta ham công danh, ham phú quý rồi cuối cùng rồi cứ như là không có nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Vì vậy cho nên bổn phận đạo làm con mà nếu như chúng ta không vẹn được 10 điều ơn, không tròn được coi như là 9 chữ cù lao đó, thì bây giờ cái đạo làm con của chúng ta không bao giờ mà làm được cái việc gì lớn được. Cô bác anh em chị đồng đạo, bất hiếu hữu tam vô hậu di đại, tất nhiên là trong cái kinh sách đã nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra cái người tu của chúng ta đó, thì quý vị mình được biết á, là nếu như ai mà bất hiếu khuy tâm uổng phần dạng lô hương, nếu mà chúng ta đốt coi như là một vài ba bó hương mà chúng ta thắp nguyện mà nguyện cầu hàng ngày như vậy mà chúng ta bất hiếu, thì bây giờ không có cái gì coi như là để mà lo cho mình được cô bác, thưa chứ quý vị. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta được tròn được cái chữ hiếu rồi, thì bây giờ coi như là cái đạo làm người chúng ta xong. Thì bây giờ trong khi đó là khi chúng ta làm được việc gì nó cũng nên hết, thưa chứ quý vị. Hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tự, mà ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi, bất tính đảng kháng thiềm đầu thị, mà điểm điểm trích trích bất xê di. Cho nên là hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử, mình có hiếu đối với cha mẹ thì mình sanh con có hiếu đối với mình, gọi là hoàng sanh tử. Ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi có nghĩa là mình ngỗ nghịch thì sau này mình sẽ sanh con nó ngỗ nghịch. Bất tính đảng kháng thiềm đầu thị có nghĩa là không tin, hãy xem cái giọt nước mái nhà, cái giọt trước nó giọt sau nó giọt y như vậy. Điểm điểm chích chích bất sai di có nghĩa là nhỏ nhỏ giòn giọt chẳng sai giờ, tất nhiên là nó y chang vậy. Cho nên mình bây giờ mình ráng lo hiếu thảo đối với cha mẹ đi, rồi sau này là con mình nó có sẽ hiếu với mình. Cho nên có cái chuyện ngụ ngôn gì được cô bác anh em chị đồng đạo. Một hôm nọ có cái ông này coi như là nuôi ông già đó là 80 tuổi rồi, nuôi giết hết nổi. Ông mới tính cái kế thôi, giờ đóng một cái chiếc xe để mà sau khi đó coi như là mới đẩy coi như là ông già lên trên núi. Hằng ngày ông đóng cọc cạch chiếc xe chưa xong, cái thằng con á nó mới quay lại nó hỏi dạ cha cha, cha đóng cái chiếc xe này dễ chi vậy cha? Ông nói ông nội của mày á lớn tuổi quá rồi không có làm được việc gì trơn trời, thôi giờ tao đóng chiếc xe này tao đẩy á, là ông nội của mày đó lên trên núi cho nó tặng bà bỏ trển tặng cho nó khỏe tao gánh tay. Cái nó trả lời nó vốn con nít mà nó đâu có biết cái gì đâu mà không biết khiến thần khẩu, nó nói dạ thưa cha bây giờ cha đẩy cái chiếc xe mà ông nội lên tới chển rồi nữa, cha đem chiếc xe về cho con nha cha. Ông đem về cho mày làm gì? Nó tới chừng nào mà cha lớn tuổi giống như ông nội con đẩy cha lên chợ. Không. Mới coi như là trong khi đó cái nhân mới vừa tạo rồi là cái đứa con cái nhà trong khi nó phạt đi. Y đang vậy cô bác anh em chị đồng đạo. Không bao giờ sai trật. Nó là như vậy. Cho nên trong khi đó chúng ta có hiếu đối với cha mẹ cô bác anh em chị đồng đạo thì mọi việc gì nó cũng nên cô bác không? À. Rồi bây giờ thôi, bây giờ bốn câu giảng đồng đạo nêu lên đó là lúc sanh sống trở nên phụ bạc. Thôi thời bây giờ tất cả chư quý vị mình đã nghe, hãy cố gắng để mà lo cho nó tròn câu hiếu thảo tất cả chư quý vị. Chứ nếu như chúng ta phụ bạc đối với cha mẹ rồi đó nghe, là không có làm được một cái việc gì mà nên thân chân trội. Thôi thì bây giờ qua bốn câu giảng này cũng xin tạm dừng đi hen. Và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng. Không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.